chào toàn thể quý vị và các bạn. Tôi là Đức Anh, nhân viên kinh doanh đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đại Hòa Bình. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến toàn thể quý vị đã có mặt đầy đủ trong buổi giới thiệu dự án của tuần hôm nay. Vâng, thưa quý vị, khi mà nhu cầu mua nhà của người dân vào dịp cuối năm tăng cao, các chung cư tại khu vực quận Long Biên vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu để mua nhà cho người dân. Thì ngày hôm nay tôi mang đến cho quý vị một sản phẩm chung cư chỉ cách khu vực quận Long Biên chúng ta 1 km, đó chính là dự án Hello Window Lưu Hiệp Bắc. Nội dung trình bày của tôi hôm nay sẽ có 3 phần. Đầu tiên, tôi xin giới thiệu về quy hoạch vùng và tiềm năng phát triển của khu vực huyện Đông Anh. Phần thứ hai, tôi xin giới thiệu về chủ đầu tư và các đơn vị hợp tác phát triển tạo nên dự án. Và phần thứ ba, tôi sẽ đi sâu vào chi tiết dự án là sao tôi cung cấp cho bà lý do nhất định mà bạn nên lựa chọn dự án để làm nơi an cư lạc nghiệp. Đầu tiên về thông tin quy hoạch của huyện Đông Anh. Đông Anh của chúng ta có diện tích là 18.036 ha, dân số là 383.800 người. Dân quý 2 năm 2017, mật độ dân số ở đây trung bình là 2.000 người trên 1 km². Về vị trí địa lý, phía đông sẽ giáp với tỉnh Bắc Ninh, phía nam giáp với quận Tây Hồ và Hoàn Kiếm, phía tây giáp huyện Mê Linh và phía bắc sẽ giáp với huyện Sóc Sơn của Hà Nội. Đầu tiên tôi xin được trích lời của ông Nguyễn Văn Đính là Tổng Thư ký Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Ông cho rằng Đông Anh của chúng ta sẽ có nhiều lợi thế hơn cả và sẽ là một trong những khu vực trọng tâm của bất động sản trong tương lai. Cùng với đó là vào ngày 23 tháng 10 năm 2018 thì ông Nguyễn Đức Trung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ký quyết định phê duyệt huyện Đông Anh Ninh Quận, định hướng huyện Đông Anh Ninh Quận vào năm 2020. Đây được xem là những bước tiền đề để các tập đoàn lớn sẽ triển khai những dự án có quy mô quốc tế tại huyện Đông Anh. Đầu tiên tôi xin kể đến đó là chính là quy hoạch của cây cầu Tứ Liên. Cây cầu Tứ Liên sẽ kết nối từ khu vực Quảng An Tây Hồ sang khu vực huyện Đông Anh và đường dẫn lên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Với chiều dài cây cầu là 7 km và tổng mức đầu tư lên tới 17.000 tỷ đồng do tập đoàn Sun Group triển khai. Tiếp theo đó là dự án trung tâm hỗ trợ triển lãm quốc gia nằm tại 3 xã Đông Hội, Xuân Canh, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội với quy mô là 90 ha cho tập đoàn Sun Group triển khai, VinGroup triển khai. Với tập đoàn đây được xem là khu trung tâm hỗ trợ triển lãm quốc gia với hạn sẽ có quy mô là lớn nhất châu Á, là nơi gặp gỡ giao thương giữa các nền văn hóa chính trị lớn trên thế giới. Tiếp theo đó chính là dự án công viên giải trí Kim Quy nằm tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội với quy mô là 136 ha với tổng mức đầu tư lên tới gần 8 tỷ đồng cho tập đoàn Sun Group triển khai. Đặc biệt là cái đấy đó chính là dự án quy hoạch siêu dự án quy hoạch tuyến Nhật Tân Nội Bài do tập đoàn BRG và Sumitomo triển khai với quy mô là 272 ha nằm tại Vĩnh Ngọc. Đây được xem là dự án có hứa hẹn sẽ có những tòa nhà cao lên tới 108 tầng. Đây được xem là 4 quy hoạch đắt giá nhất mà Việt Nam của chúng ta sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ những dự án này. Phần thứ hai tôi xin giới thiệu về chủ đầu tư. Vâng, thưa quý vị, tập đoàn Hello Window được thành lập từ năm 2002, trải qua 17 năm hình thành và phát triển. Tập đoàn Hello Window hiện tại là tập đoàn sản xuất cửa hàng đầu uy tín Việt Nam. Không những thế mà tập đoàn Hello Window có rất nhiều các công ty con trực thuộc như tập đoàn Hello Window Holding đã rất thành công trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản. Tập đoàn Hello Window đã và đang triển khai rất nhiều các dự án lớn trong và ngoài nước. Sau đây tôi sẽ đến qua những dự án đã làm nên tên tuổi của tập đoàn Hello Holding. Đầu tiên đó chính là dự án Hello Window Garden City Thanh Hóa nằm tại ngã tư ranh giới giữa đường Nguyễn Hoàng và đại lộ Hùng Vương. Dự án có quy mô là 17 ha, tổ hợp giữa chung cư gấp và shop house liền kề. Dự án được đánh giá là vô cùng đắc địa khi rất gần với Bixi Thanh Hóa và các trung tâm dân sự hành chính của thành phố Thanh Hóa. Ngày quý vị đã nhìn thấy đây đó chính là tòa nhà Hello Window Multi Camolex nằm tại số 27 Trần Duy Hưng. Đây là tòa nhà hỗn hợp đa chức năng kết hợp giữa trung tâm thương mại và các căn hộ chung cư cao cấp. Tòa nhà đã lọt vào top 10 tòa nhà có thiết kế đẹp nhất vào năm 2018, đã bàn giao vào quý 3 năm 2012. Tiếp theo đó chính là tòa nhà Hello Window Office Building nằm tại số 2 Tôn Thất Tùng. Đây cũng chính là trụ sở làm việc chính của tập đoàn Hello Window và đã bàn giao vào quý 3 năm 2017. Tiếp theo đó chính là dự án Movenpick Cam Ranh nằm tại Khánh Hòa. Đây là một trong những khách sạn 5 sao đẳng cấp nhất của Việt Nam hiện tại.
với quy mô là 24 hecta. Đặc biệt tôi xin kể đến đó chính là tòa nhà Hà Nội Moscow nằm tại Nga. Đây là tòa nhà mà chủ đầu tư đã triển khai thành công đoạn nước ngoài. Tôi xin nhấn mạnh là rằng đây là tòa nhà mà chủ đầu tư tập đoàn Elemental Holding đã triển khai và thi công thành công tại nước Nga, một trong những cường quốc về bất động về kinh tế lớn nhất thế giới, mà không nhiều những tập đoàn lớn trong nước có thể làm điều này. Qua những dự án này, chúng ta có thể khẳng định rằng tập đoàn Elemental Holding đã có tiềm lực về triển khai tất cả các dự án trong và ngoài nước. Đi cùng với sự thành công của tập đoàn Elemental, đó chính là thể chế ngân hàng vững mạnh, ngân hàng Techcombank, cũng chính là các ngân đối tác tin cậy của tập đoàn Vingroup và Sun Group. Tập đoàn Elemental sẽ kết hợp với ngân hàng Techcombank sẽ cho chúng ta những gói vay và những chính sách vô cùng ưu đãi trong dự án này. Tiếp theo đó chính là đơn vị thi công dự án. Đơn vị thi công dự án là tổng thầu xây dựng CCON, là tổng thầu xây dựng ở khu vực phía Nam, đã triển khai rất nhiều các dự án trong khu vực phía Nam. Đặc biệt phải kể đến đó chính là khu dự án khu dân cư Hạnh Phúc, rộng 42 hecta nằm tại quận Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là sự kết hợp của ba ông lớn đã là tập đoàn Elemental, ngân hàng Techcombank và tổng thầu CCON đã tạo ra chúng ta một sản phẩm chung cư cao cấp mà chúng ta đang rất quan tâm, đó tức là Elemental River Park. Điều thứ ba tôi xin giới thiệu về vị trí địa lý. Dự án của chúng ta nằm tại mặt đường Trường Sa. Dự án của chúng ta là dự án hiếm hoi nhất được hội tụ đầy đủ ba yếu tố cần và đủ có một giá trị bất động sản, đó chính là nước cận thị, nhị cận giang và tam cận lộ. Nước cận thị ở đây là gì ạ? Dự án của chúng ta rất gần với trung tâm của thủ đô, đó là Hồ Gươm, phố cổ. Chỉ mất 15 phút di chuyển là chúng ta có thể dễ dàng đi vào phố cổ. Và nhị cận giang là dự án chúng ta nằm tại sát con sông Đuống, Thơ Mộng. Dự án luôn được điều hòa khí hậu mát mẻ từ con sông Đuống này. Tam Cận Lộ, dự án của chúng ta nằm tại sát trục đường đại lộ Trường Sa, rộng 68m. Từ dự án chúng ta dễ dàng di chuyển đi đến các tỉnh thành lân cận rất là gần, như các hướng đi sân bay Nội Bài hay xa hơn là sân bay Thái Nguyên chỉ mất 15 đến 20 phút. Hay sau này khi cây cầu Tứ Liên này được hình thành sẽ rút ngắn được khoảng thời gian từ quận Tây Hồ sang huyện Đông Anh của chúng ta chỉ mất 15 phút thôi. Ngoài ra chúng ta đi các tỉnh Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh đi qua quốc lộ 5 đều là rất thuận tiện, hay đi các tỉnh phía Bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn cũng là đều là rất thuận tiện ạ. Về việc chi tiết dự án, tên thương mại của dự án là Elemental River Park, vị trí nằm tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Chủ đầu tư là tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Thăng Long, trực thuộc tập đoàn Elemental Holding, với quy mô là 3,9 hecta, gồm có 5 tòa chung cư là tòa River cao 39 tầng, tòa Park 1, Park 2, Park 3 cao 33 tầng và tòa Park 4 là tòa nhà ở xã hội cao 30 tầng. Mật độ xây dựng ở đây chỉ có 43,7%. Giá của chúng ta có 3 tầng hầm và 4 tầng khu đế. Diện tích tầng hầm lên tới gần 47.000 m², đáp ứng đầy đủ được nhu cầu để xe cho người dân. Diện tích từ 67 cho đến là 96m, được bố trí từ 2 đến 3 phòng ngủ. Phương pháp lý sở hữu đây là sổ hồng vĩnh viễn và dự kiến sẽ bàn giao vào quý 4 năm 2019, và phương thức bàn giao sẽ là bàn giao thô và hoàn toàn mặt ngoài. Đây là mặt bằng điển hình của tòa Bắc 1. Một mặt sàn của tòa Bắc 1 được bố trí là 16 căn hộ, được ký dấu từ 1 đến 17 và quyết số 13. Một mặt sàn có 8 thang máy, trong đó có 2 thang chữa hàng và có 3 thang bộ. 50% của căn hộ đây là căn hộ 2 phòng ngủ và 50% là những căn hộ 3 phòng ngủ. Mật độ thang máy ở đây chỉ có 56 căn trên một mặt sàn, trên một thang thôi. Đây là một số hình ảnh chi tiết của view bể bơi nằm ở tòa Park 1 và Park 2. Đây là bể bơi ngoài trời có máy kính. Đây là hình ảnh của vườn giả bộ trên cao. Thang máy đây thì sẽ được lắp đặt thang máy tốc độ cao và hành lang thang máy có những nơi rộng đến 3,5m. Và sảnh ở đây được thiết kế rất là trang trọng, lịch sự. Shophouse buôn bán rất là sầm uất. Dự án của chúng ta có tới 4 tầng shophouse,
nên dân cư sinh sống tại khu vực không phải đi đâu xa để mua sắm cả. Đây là hình ảnh của phần giả bộ trên cao, và đây là chi tiết của bể bơi ngoài trời có máy kính. Về tiêu chuẩn bàn giao ở đây, như tôi đã nói thì dự án sẽ bàn giao thô và hoàn thiện mặt ngoài. Thì ngoài ra thì những vách ngăn giữa các căn hộ sẽ vách ngăn giữa các phòng căn hộ thì là sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ số lượng gạch, và vách ngăn giữa các căn hộ sẽ được xây thô và chất phẳng. Hệ thống điện, hệ thống nước, hệ thống cáp quang sẽ được chủ đầu tư đầu trời đến từng căn hộ. Ngoài ra hệ thống cửa và chính và cửa sổ sẽ được lắp đặt hệ thống cửa của tập đoàn Elegant. Và đây là tiến độ thực tế tại dự án ạ. Dự án tại tòa River đã xây đến tầng thứ 30 và hiện tại đang đổ sàn tầng 31. Tòa River đã xây đến tầng 29 và đổ sàn tầng 30. Chính sách hiện tại của chủ đầu tư, nhân dịp sự kiện cất nóc của tòa Bắc 1, chủ đầu tư sẽ đưa ra chính sách vô cùng ưu đãi, đó chính là tặng xe SH phiên bản 150i. Ngoài ra, khách hàng sẽ được tặng 5 chỉ vàng SGC 409. Và chính sách bán hàng chung, đó chính là khách hàng mua căn hộ tại tòa Bắc 1 còn cơ hội bốc thăm trúng thưởng thêm một căn hộ trị giá 1 tỷ rưỡi. Về chính sách ngân hàng Techcombank sẽ hỗ trợ vay vốn cho chúng ta tối đa được 70% tổng giá trị căn hộ. Ngoài ra còn được hưởng chính sách là hỗ trợ lãi suất ngân hàng gốc và miễn phí trả nợ trong vòng 18 tháng, là tối đa là đến ngày 30 tháng 6 năm 2020. Và đó là những gì chung cư đã có, và sau đây tôi xin đúc kết ra 3 lý do quan trọng mà nhất định bạn nên chọn lựa dự án Elegant để làm nơi an cư lạc nghiệp. Đầu tiên đó chính là một chủ đầu tư uy tín, thứ hai đó là giá cả hợp lý và thanh toán linh hoạt, và thứ ba đó là quần thể cao cấp và đầy đủ tiện ích. Vâng, thưa quý vị, ngay sau buổi thuyết trình này, quý vị hãy cho tôi biết rằng quý vị đang quan tâm đến căn hộ tầng hướng và phương thức thanh toán như thế nào được không ạ? Vâng, và phần trình bày của tôi đến hết, trân trọng cảm ơn. Dự án bên em là cất nóc chưa? Dạ, dự án bên em là dự kiến cho cất nóc tòa Bắc 1 vào 21. Khi nào thì bàn giao nhỉ? Dự án bên em là sẽ cuối năm nay sẽ bàn giao nhỉ? Cuối năm nay bàn giao hả? Bàn giao tất cả luôn hả? Hay như nào? Dạ, không ạ. Dự án sẽ bàn giao vào tòa Bắc 1 là dự kiến sẽ bàn giao vào cuối năm nay ạ. À, tức là mấy cái tòa kia thì khi nào bàn giao? Mấy tòa này sẽ dự kiến vào đầu tháng 5. Đầu tháng 5? Dạ. Bây giờ là bên em đang bán tòa nào? Còn tòa nào? Bên em đang chỉ khai mở bán tòa Bắc 1 anh ạ. Thế còn mấy cái tòa kia khi nào bán? Đấy, bán à? Có ạ, hay là chưa mới bán. À. Thế bây giờ bên em bán tòa Bắc 1 bán bao nhiêu căn rồi và còn bao nhiêu căn? Hiện tại ạ. Hiện tại là bên em đang có 100 vẫn có 100 căn hộ trên tòa Bắc 1 anh ạ. Thế thì mà còn bao nhiêu căn nữa? Đã khoảng hơn 300 căn rồi anh ạ. À, tức là chưa bán lần nào đâu đúng không? Mới bán lần một thôi đúng không? Hiện tại là dự án mới một bán anh ạ. Ờ. Tức là còn nhiều hàng đúng không? Dạ vâng. Giá của bên em thế nào? Giá hiện tại bên em là từ 19 đến 21 triệu một mét anh ạ. 19 đến 21 triệu trên một mét vuông. Vâng. Diện tích thế nào em? Diện tích như em nói là nó từ 67 đến 96 mét. 67 đến 96 mét. Thế căn 67 mét là tính ra có tỷ 3 thôi đúng không? Đúng rồi ạ. Thế chọn cho anh một căn tỷ 3 với. Tỷ 3 ạ? Ừ. Vâng, tỷ 3 đó là nằm ở tầng thứ 30 anh ạ. Tầng 30, căn vâng. Đấy là hướng gì nhỉ? Tầng 30 căn số 72 anh ạ. Tầng 30. Vâng. Đấy là tòa gì, tòa nào đấy nhỉ? Tòa Bắc 1 anh ạ. À, 30-12 đúng không? Vâng. Là bao nhiêu mét, chính xác là bao nhiêu mét nhỉ? Chính xác là 67,6 mét. 67,6 mét vuông. Bán công của nó là hướng Tây Bắc anh ạ. Đâu là bán nào đây? Bán công là hướng Tây Bắc à? Vâng, Tây Bắc. Ừ. Cửa vào của nó thì là hướng gì? Cửa vào là Tây Nam anh ạ. Cửa vào Tây Nam. Đâu, giá của nó cụ thể chính xác là bao nhiêu? Là 1 tỷ mấy nhỉ? 1 tỷ 364 triệu ạ. 1 tỷ 364 à? Vâng. Thế là thành tỷ 4 rồi đúng không? Vâng. Thế tỷ 4 rồi. Cái giá là 20 triệu.
Cái này có thiết bị vệ sinh chưa em? Hiện tại là dự án bên em là sẽ bàn giao thô anh ạ. Ừ, nhưng mà có thiết bị vệ sinh chưa? Dạ chưa. Bàn giao thô khung luôn ạ. Tức là thô khung là như nào? Anh hình dung giống như căn nhà này, nó sẽ là 4 bức tường luôn. 4 bức tường luôn? Chưa ngăn chưa phòng luôn anh ạ. Ờ. Vâng. Cho nên mình tự thiết kế. Ừ. Vâng. Thiết bị vệ sinh với điện nước thì bên em làm cho hay như nào? Trước đó thì bên em sẽ có đơn vị vào, anh thuê và sẽ có đơn vị vào thi công. Tức là nó có sẵn chưa ấy? Ý anh là có sẵn để thi công ạ? Ừ, điện nước trong nhà đã có sẵn chưa? Dạ, có đầu chờ anh ạ. Có đầu chờ đến từ căn hộ rồi. Đầu chờ đến căn hộ à? Vâng, tức là nó sẽ có một điểm tổng kết và tủ điện ở ngoài. À, tức là tủ điện ở ngoài chứ ở trong là... Trong là chưa có đường điện nước gì hết. À, chưa chạy điện nước đúng không? Vâng. Úi chà, thế thì tốn kém phải đấy. Tính ra thì cái này phải hoàn thiện cỡ khoảng xem nào, cũng phải tầm 300-400 triệu đấy nhỉ. Nếu mà anh mà ở thì anh có thiết kế theo chất lượng cuộc sống của anh. 400 thì tỷ 4 cộng 400 thì nó phải thành tỷ 8. 4 anh bảo 400 triệu. Ừ, thì cái này là tỷ 4 đúng không? Cái này là tỷ 4 đúng không? Vâng. Thì cộng thêm 400 triệu nội thất nữa thì thành tỷ 8 rồi. 400 triệu là anh thể thoải mái ở đây. Ừ, tỷ 8 chia cho 67 chia ra 70 đi. Thì là bao nhiêu tiền một mét nhỉ? Thành ra là bao nhiêu tiền một mét rồi nhỉ? Triệu. Ồ, thế thì 25, sấp xỉ 25 triệu trên 1 mét vuông. Vâng. Thế thì phải cao quá. Thì cái này còn ở bên Đông Anh nữa mà, đúng không? Thế thì chắc anh không mua được. Anh mua dự án bên Long Biên thì giá nó mềm hơn nhiều. Nó rất tốt hơn. Em ạ. Anh hiện tại đang sinh trong vườn nào hả anh? Anh ở Long Biên này. Anh ở ngay Bixi. Vườn nào hả? Anh ở chỗ Bixi. Ngay Bixi Long Biên đấy không ạ? Ừ. Anh tìm hiểu được dự án nào của Long Biên chưa? Nói chung dự án Long Biên anh đi xem nhiều rồi, nhưng mà giá Long Biên, giá bên Long Biên còn rẻ hơn bên em rất là nhiều. Giá chỉ có rơi vào từ 14-15 triệu mét vuông thôi. Rẻ hơn đây rất là nhiều, đây là 25 triệu. Đến 10 triệu là 700 triệu, 700 triệu thì anh hoàn toàn mua được một cái xe ô tô mới quanh luôn, đúng không? Dạ vâng. Anh bảo là cái dự án mà 15-16 triệu mét vuông rồi. Ừ. Là cái dự án mà anh đang tìm hiểu theo em đó là cái dự án Hope Placidan đúng không? Anh chẳng biết nó thế nào. Nó nằm ở anh đi xem rồi. Hôm. Em không biết cụ thể nó tên là gì không nhớ. Nhưng mà giá chỉ có 16 triệu thôi. Căn 60 mét cũng chỉ có 900 thôi thì phù hợp với anh hơn. Cái đây nó quá với anh và nó gấp đôi số tiền anh có. Thì tặng ở đây mình có bao nhiêu rồi anh? Đấy thì anh chỉ đủ cái căn như anh vừa nói thôi. Là có 900 rồi à? Ừ. 900. Bây giờ bây giờ là có ngân hàng hỗ trợ vay vốn rồi. Rất là hợp lý. Nhưng mà thế thì giá cao quá, giá của bên em cao quá, 25 triệu một mét vuông. Thế nên là anh phải về cân nhắc lại, hoặc là anh sẽ lựa chọn một dự án khác ở bên Long Biên, giá có nó hợp lý hơn. Thứ nhất là nó tầm tỷ 4, tỷ rưỡi thì đó thôi và nó đã hoàn thiện nội thất rồi. Thì cũng cùng diện tích, thì anh lựa chọn dự án đó tốt hơn. Bởi dự án bên em thì cũng chưa có ở được luôn mà cũng chưa có nội thất gì. Mà cũng giá lại tương đương vậy, đúng không? Bây giờ anh mua một căn tầm là 95 triệu không ạ? 95 triệu lộn về rồi anh như nào ạ? Mình có cần được vay ngân hàng không? Cái đấy thì bây giờ anh có 900 thôi thì 900. Nói chung là bên Long Biên có nhiều dự án nó phù hợp hơn với anh. À, đó là mình chỉ dành dụng là 900 triệu để mình đi mua nhà không ạ? Ừ, đúng rồi. Thế số tiền mình có, nhưng mà số tiền mà mình có thể tích góp, số tiết kiệm của anh. Nhưng mà thì em đang định giới thiệu anh dự án nào? Dự án anh muốn như cổ ở luôn chứ anh? Thì bây giờ em có dự án nào? Anh thì cũng không vội. Dự án như Hà Nội Homeland ngay đây thôi. Ngay trên cầu chui đây. Dự án Hà Nội Homeland thì giá bao nhiêu em? Nó từ bây giờ cũng chấp thêm vào 24 triệu mét anh ạ. 24 triệu một mét thì căn 100 mét là thành 2 tỷ 4 rồi đúng không? Vâng. Căn đấy thì tầm 2 tỷ 4 là tỷ rưỡi. Thế em giới thiệu anh căn nào bên đấy? Căn đó tòa CT2B. Cái 96 mét này. Thế là thành bao nhiêu tiền nhỉ? À, quan trọng là anh hiện tại anh đang làm việc khu vực nào ạ? Anh làm ở ngay BC luôn. À, BC luôn ạ? Ờ, anh làm trong Toyota luôn. Ấy. À, ừ.
bán dự án nào nữa không? Trước 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 là chung cư không còn bên để em được phân phối cả, em xem có dự án nào mà nó phù hợp chuẩn khoảng tài chính 900 triệu của anh. Có cái dự án nào thì giới thiệu cho anh. Anh có tâm căn 2 phòng ngủ của anh. Đấy, căn mà anh vừa hỏi em, căn khoảng 70 mét vuông gì đấy. Thế là vừa xinh rồi. Bây giờ em có một cái căn ở dự án tầm 70 mét vuông à, dự án Believer không anh? Cái đấy thì bao nhiêu tiền em? Căn 70 76 mét. Ừ. 2.8. 2.8. Ừ. Dự án đấy đẹp không? Đẹp. Ừ. Rất đẹp. Anh thích rồi đấy. Dự án ở tầng 3 anh ạ. Căn đấy là căn 80 m. 80 m à? Vâng. 80 m. 2.8 ấy. Ừ. Nhưng mà dự án nó ở đâu ấy nhỉ? Nó ngay đường ở trong Nguyễn Văn Cử đây. Anh chưa hình dung Nguyễn Cử đây. Anh chưa hình dung ra. Anh đi theo cái con đường đường anh đi đường đường vòng xuyến đấy là đến đây thẳng trục đường Nguyễn Văn Cử đấy mà. Trong ngõ 390 Nguyễn Cử. Chỗ nào vậy? Anh đến chỗ xanh đèn đỏ thằng ngã tư anh, hình dung ra anh cũng vừa mới về đây ở có được một tháng, anh chưa biết đường xá ở thế nào cả. Anh đi qua cái chân cầu chui ngay đây nè. Ừ. À, rồi vâng, rồi anh rẽ tay vào phải là anh có thể đi xuống. Qua chân cầu chui là đến cái đường to to, rồi bên tay phải là một dãy tòa nhà chung cư, và bên tay trái là có một cái khu vực nó đang quây tôn, quây biển đúng không? Không, đây là đi theo con đường con đường mà rẽ tay phải từ cái khu nhà anh đi á. Ừ. Sẽ rẽ theo dây tay trái. Từ nhà anh đi lại tay trái là sao đâu? Hướng đi của anh là đi theo cái đường chân cầu chuôi anh ạ. Như nào nhỉ? Anh đi từ nhà anh đi ra thì ra đến đường 5 thì anh rẽ trái thì là về Sài Đồng chứ nhỉ? Sao lại về Nguyễn Văn Cử được nhỉ? Đi thẳng có con đường rẽ xuống đó anh. Đường Văn Cử đấy. Thôi, dự án này anh cũng không biết dự án nó ở đâu cả. Không hình dung ra. Chưa hình dung ra dự án đấy anh. Ừ. Thì anh xem lại cái dự án mình em có được không? Dự án anh lên tỷ 8, 25 triệu nó cao quá, anh không lấy được. 1 tỷ 3, mới báo 1 tỷ 3 mà chưa trừ chiết khấu quà tặng đi. Trừ đi thì còn được bao nhiêu? Trừ anh 117 triệu nữa. 117 triệu thì cũng tỷ 2. Tỷ 2. Tỷ 2 thì cộng vào 400 thì cũng đâu làm sao mà tỷ 2 được, của em là tính là tỷ 4 rồi còn gì nữa hả? 1 tỷ 364 triệu ạ. Ừ, thì là tính là tỷ 4 rồi còn gì, đúng không? Tỷ 4 trừ 112 thì còn tỷ 3. Tỷ 3 cộng 400 là tỷ 7. Nếu mới được 100 thì cũng không đáng kể. Vẫn tính ra khoảng lân quanh là 24 triệu rồi đâu, đúng không? Tỷ 2 mà anh bảo nội thất đây lên 400 triệu là thì giá thế thì không có dự án nào khác nữa đâu, đúng không? Mà bây giờ mình sẽ một chút cái dự án ở khu ở trong đường Phúc Lợi anh ạ. Tầm 900 triệu thôi. Là chỗ nào nhỉ? Dự án VCT 3. Thế nhà ở xã hội nó bán từ năm 2013 rồi đúng không? Vâng. Vẫn còn à? Ờ, bây giờ giá nó bao nhiêu? Bán từ 2013 đến giờ 6 năm mà vẫn chưa bán hết à nhỉ? Căn 70 mét của anh đưa vào tầm 1 tỷ 435 triệu thôi. Là nó đã có nội thất. Ừ. Nội thất rồi. Ừ. Như là mình có về ở được luôn này ạ. Ừ. Đây, dự án đây nó hay. Nó ở vẫn ở cái chỗ ngã tư ngày xưa đấy đúng không? À. Ừ. Được. Thế thì chính xác là tỷ tư hả? 1 tỷ 435 triệu. Ừ.
1,435 là thứ nhất là 20 triệu thôi đúng không? Vâng. Ừ. Thế là đấy còn tầng nào? 20 triệu mét mà còn lại có nội thất rồi. Ừ, được. Thế dán hay sao? Ừ, được, lấy cho anh, anh lấy căn ở bên đấy đi. Bây giờ còn tầng nào? Căn em báo anh là căn ở tầng tầng 13, căn số 9. 13? Vâng. Căn số 09. Là chính xác là bao nhiêu? Đọc lại xem nào. 1,435 triệu. 1,435. Vâng. Bây giờ đóng tiền đến đâu rồi nhỉ? Bây giờ à? Ừ. Bây giờ dự án này đang là hoàn thiện và bàn giao rồi. Ừ. Anh đã chuẩn bị là gần như đầy đủ. Nhưng mà bây giờ phải có tiến độ chứ đúng không? Vẫn là cọc vào 50 triệu. Ừ. Rồi như nào vậy? Sau rồi đấy 10 ngày sau mình sẽ ký hợp đồng vào 40%. 40%. Cái độ em sẽ tính sau cho anh cụ thể hơn. Tính luôn cho anh cái rồi tính toán tiền của anh chưa? Được, đúng cái chỗ ngã tư đấy thì lấy thôi. Vâng. Em xem là phải vì vẫn cập nhật mới anh ạ. Ừ, được, không sao. Phải đưa ra thông tin mới nhất chứ. Không lấy thông tin cũ. Phải lấy thông tin 2019 chứ đừng lấy cho anh thông tin 2013 nhé. Hôm nay mình đi xem nhà thôi anh. Ôi em. Hôm nay có mình anh đi xem nhà thôi. Ừ. Vợ anh đâu? Ừ, anh ở đâu còn lâu mới nói. Để em xem lại cái bán hàng có cái dự án đấy không xem. Đâu cái tầng 13 mà này em bảo ấy, thì em cứ báo ấy, cho anh thôi là được rồi. Tiến độ tính toán như thế này anh ạ. Ừ. Tiến độ của nó tại là mình sẽ đặt cọc là 50 triệu. Ừ. Vâng. Sau đấy là sau 30 ngày, sau khi ký hợp đồng 7 đến 10 ngày đó mình sẽ vào 20%. 20% là bao nhiêu tiền nhỉ? 20% cái đấy là từ khoảng... Ok. Thế là tổng là tính toán là 330 rồi đúng không? Ừ. Vâng. Cứ đợt 2, đợt 3 thì mình sẽ vào là 10% anh ạ. Ừ. Đợt 2 thì khi nào vào? Và đợt 3 thì khi nào vào? Sau 30 ngày thì mình thanh toán đợt 1 đấy. Ừ. Và mình sẽ vào 10%. Tức là hôm nay là mùng 10 tháng 7. Vâng. Thì trong vòng 1 tuần là đến ngày 17 tháng 7 là anh phải thanh toán là 280, tổng là 330. Vâng. Đúng không? 17 tháng 7 rồi đến 17 tháng 8 thì là anh phải thanh toán thêm là 10% nữa. Vâng. Là 140 triệu nữa. Đúng không? Vâng. Thế thì tiếp theo là như nào nữa? Sau khi mà anh thanh toán đủ đến đợt 5 ấy. Thì sau khi nhận nhà anh sẽ vào đóng 25%. Ừ, đợt 5 là khi nào? Là bao lâu nữa? Là sau 3 tháng á, cái từ ngày anh ký hợp đồng là sau 3 tháng. Hôm nay là tháng 7, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này. Tức là 17 tháng 10 thì là anh thanh toán 25%. Thanh toán là bao nhiêu? 25% ạ. Thanh toán 25%. 25% là bao nhiêu nhỉ? Triệu. 357 triệu.
triệu. Thế là tính ra là lúc đấy là anh đã thanh toán hết bao nhiêu rồi nhỉ? Tháng đấy là tầm 95% rồi. Ờ nhỉ, là bao nhiêu tiền rồi nhỉ? Là đến thanh đến đợt đấy là anh không còn tiền nữa, anh chỉ đóng được đến cái giai đoạn mà em bảo là đến cái 4 hay là 5 4 là hết tiền. Ờ. Trong cái thời gian đấy thì mình có huy động thêm vốn được không anh? Không. Anh không huy động thêm gì đâu được. Anh có tổng là 900 vừa mới bán mảnh đất ở quê đi. Chăm. Đấy là sẽ mình có thể vay mượn bạn bè được không? Hay là gia đình bố mẹ sẽ giúp mình được. Đấy, bố mẹ bán đất cho rồi đấy. Bạn bè thì cũng mới lên Hà Nội cũng chưa có bạn bè, cũng không vay được ai cả. Tính ra là còn cái đấy là 1 tỷ 400 bao nhiêu em nhỉ? 1 tỷ 430 triệu nhỉ? 1 tỷ 430 à? Ồ chà. Thì đấy phí dịch vụ là bao nhiêu tiền một tháng em? Phí dịch vụ à? Ừ. Phí dịch vụ ấy là 6.000 một tháng. 6.000 một tháng? Nó lại 6.000 nhỉ? À 6.000 trên 1 mét vuông anh ạ. À 6.000 trên 1 mét vuông à? Vâng. Đó thành bao nhiêu tiền một tháng đấy? 6.000 thì phần đây quanh là 70 mét. Ừ. 67 bao nhiêu? 420.000. À 420.000 à. Vâng. Gửi ô tô thì sao? Gửi ô tô đấy thì rơi vào khoảng 1 triệu, 1 triệu 2. Còn xe máy? Xe máy thì tầm 90-100.000 anh ạ. Thì anh có xe máy thôi. Thế thì xe máy thì mất 500.000 là được rồi. Vâng. Nhưng mà bây giờ lấy đâu ra cái số tiền kia bây giờ nhỉ? Đúng. Thành ra là 400 triệu đúng không? Vâng. 430 triệu. Chắc là 430 triệu. Mà thiếu tầm khoảng 400 hơn 400 triệu. Tầm hơn 400 triệu nữa. Bây giờ anh thấy mấy dự án khác người ta cứ hỗ trợ 30 tháng 0% mà sao? Thế bên em không có cái gì à? Dự án bên em chính sách cho bên em không còn đấy. Thế đi xem cho anh có dự án nào mà chính sách lãi suất 0% trong vòng 24-30 tháng đi. Đấy. Xem cho anh có dự án nào như thế không thì giới thiệu cho anh. À. Anh cần vay ngân hàng không ạ? Đây rồi. Đấy xem dự án nào nó có hỗ trợ lãi suất 0% khoảng 2 năm đi thì nó thoải mái em ạ. Muốn thế thì nó dễ. Khi lúc mình nhận nhà là không phải đóng góp lại anh ạ. Đó là dự án nào? Đây, dự án em giới thiệu với anh này. Là cái dự án Aero. À, cái dự án ở Đông Anh này hả? Đúng rồi. Nhưng mà nó là 12 tháng đến bao giờ? Đây là dự án trả hỗ trợ đến khi mình nhận nhà luôn. Bây giờ nhận nhà thì khoảng 6-7 tháng. À, 6-7 tháng thì thôi, nó gần quá, khác thì nhau. Thì cái dự án mà mình vừa xem thì cũng chỉ còn 4 tháng thôi còn gì, đúng không? Thế thôi, thế được rồi, anh chưa đủ tiền. Thế em xem cho anh khi nào có cái dự án nào mới ra mà đấy giá nó cũng chỉ khoảng 900 một tỷ gì đấy thôi thì em giới thiệu lại cho anh nhá. Mà có cái hỗ trợ 0% trong 24 tháng hay 2 năm 3 năm gì đấy để cho anh nhẹ đầu đỡ phải tính toán nhiều nhá. Vâng. Ok. Đấy thì số của anh thì anh đã đưa cho em card rồi đấy. Thì em cứ khi nào có dự án mới thì alo cho anh. Anh cảm ơn em. Vâng, chào anh. Ừ, anh về đây.